Đến cuối tháng 2 năm 2019, thông qua báo chí, tôi mới biết dự thảo này đang lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành. Tôi cũng như Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin này. Văn bản được ban hành mà các nhà sản xuất ở đây không được hỏi ý kiến. Quy trình xây dựng tiêu chuẩn này chưa ổn. Cần có kiến nghị có các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu nhóm soạn thảo còn chưa rõ về thực tế sản xuất nước mắm tại Việt Nam, đề nghị nhóm tổ chức khảo sát thực tế nghề sản xuất nước mắm cả nước, đặc biệt là chủ động làm việc với các hội nước mắm ở địa phương và câu lạc bộ nước mắm truyền thống thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Rất nhiều những kiến nghị với 50 điểm cần bổ sung, chỉnh sửa trong tiêu chuẩn quốc gia 12607/2019 về nước mắm được chính các ban ngành chức năng, các hiệp hội nước mắm khắp các vùng miền đứng ra để gửi kiến nghị cho ban soạn thảo. Vậy nhưng dường như chúng không có mấy giá trị. Theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, một tiêu chuẩn quốc gia là một tiêu chuẩn không bắt buộc, vì thế đối tượng được quyền xây dựng tiêu chuẩn quốc gia khá rộng. Đối tượng đầu tiên có thể tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia là các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ. Đối tượng thứ hai là các tổ chức cá nhân, tổ chức kinh tế trong ngành nghề lĩnh vực đang hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn đó. Đối tượng thứ ba là Bộ Khoa học Công nghệ. Sau đó, những đối tượng này sẽ lên kế hoạch để xây dựng báo cáo và bản dự thảo cho tiêu chuẩn. Để nghiên cứu được thì anh phải có một cái báo cáo. Tại sao phải xây dựng tiêu chuẩn này? Sau đấy phải đánh giá cái tính phù hợp của cái tiêu chuẩn này đối với thứ nhất là các cái điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Cái thứ hai là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển hạ tầng. Thứ ba là nó phải phù hợp với pháp luật cũng như là cái văn hóa và cái đặc thù của cái ngành hàng. Và nó phải đạt được cái sự thống nhất nhất định trong một cái lĩnh vực mà cái tiêu chuẩn đấy có thể được áp dụng. Tất cả những nội dung của dự thảo đều phải gửi đến các đầu mối, bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực này và đang công khai trên các phương tiện truyền thông để lấy ý kiến trong 60 ngày. Sau khi dự thảo được các cơ quan tổ chức trên, thực hiện quy trình tiếp theo là thẩm định. Ở đây, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ là cơ quan đầu mối cho nhiệm vụ này. Thời gian thẩm định cũng được xác định ở mốc 60 ngày. Cái thời gian lấy ý kiến đối với một cái bộ tiêu chuẩn, nó là 60 ngày. Thế tuy nhiên, pháp luật Việt Nam lại không quy định về là 60 ngày này kể từ ngày nào. Và đăng công khai thì đăng ở đâu, đăng như thế nào, hiệp hội ngành hàng, hiệp hội nghề nghiệp tham gia là ra sao. Cái này do pháp luật không quy định rõ, thế nên là nó dẫn đến cái việc là gì, là xung đột. Đối với một cái tiêu chuẩn để mà được áp dụng trong cả một cái ngành hàng, có những cái sự vênh nhau về công thức, về thời gian, về khí hậu, ngay cả các điều tiết như nước mắm chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để mọi người xem xét, bởi vì đôi khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những nhà sản xuất cũng như ngay cả quyền lợi của người tiêu dùng. Hầu như là các ngành nghề đều phải có vận động chính sách ở một cách nào đó, nhưng mà vận động theo kiểu minh bạch, tạo ra những cái lợi ích mà phù hợp với cái nhu cầu của xã hội, hay là cái phương hướng gọi là vận động chính sách theo kiểu lobby đen, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của những cái nhóm lợi ích khác, thì tôi muốn nói rằng là ở trong cái cách vận động chính sách trong cái vụ nước mắm này là một cái phương thức vận động chính sách không minh bạch, không trong sáng.